Hello tất cả anh chị em, chào mừng anh em đến với channel của mình. Mình là Game Master. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng để đua rubber 2k2 rồi. Và con số vẫn cố định với số điểm là 8.001. Phải nói là không ai đua rubber 2k2 luôn. Chỉ còn 5 tiếng nữa thôi thì cái giờ phút căng thẳng nhất của đua boss xuất hiện thôi. Ai sẽ là quán quân? Ai sẽ tốn nhiều tiền nhất đây? Thì top 1 thì được cái quà avatar rubber này. Như thế nào đẹp không biết, chắc bình thường rất đẹp mà, đúng không? Thì để xem tới phút cuối cùng, phút 89 coi anh em nào sẽ vượt lên dẫn đầu. Thì các bạn nào đua rubber ôm thì nhớ kiểm tra mạng wifi và đặc biệt là sạc pin cho điện thoại hoặc máy tính nha. Nên nói chừng ức chế là đập bỏ là ngăn kêu ạ. Thì chắc đợt này mình không đua quá, tại vì mình đợi con hổ tôi chắc 15 luôn đi, mua cai luôn, phân dân với đóng luôn á, lấy 15 cho nó ngầu. Sẵn 15 mà làm được vài cái clip hay nữa, biết đâu đợi tới đó là mình đủ mình lấy top 1 mua cai sao. Thì sắp tới đây thì chứ không xa đâu, không xa là Muka sẽ ra thôi. Không lẽ giờ Gina chỉ khâm mình chứ, ra tới điểm này ra luôn Muka đi chứ đợi gì nữa. Không lẽ giờ quay lại còn quay Omega Ujo lâu lắm. Đợi tới thời điểm này rồi. Ê, mà gì đây, dạng đi. Mấy đôi dạng, anh xui. Đấy, nhận 2. Rồi gì đi ha các bạn. Hẹn các bạn 9 giờ hả? 9 giờ hay 9 rưỡi ta? Tối nay thì sẽ làm thêm một clip nữa, xem cho các bạn biết ai sẽ là quán quân của robot rubber ôm 2k2 nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn một buổi chơi game thật là vui vẻ và may mắn nhé. À còn quên nữa, thì các bạn nhớ like và đặc biệt là subscribe trên kênh của mình để theo dõi những clip hay tiếp theo nhé các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.